Xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Chào mừng cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Công Auto. Ngày hôm nay Công Auto lại trở lại để giới thiệu với cả nhà về một mẫu xe bên em vừa mới nhập về đấy ạ. Đó là Toyota Vios sản xuất năm 2010. Xe thì gương kính chỉnh điện này, xi nhan tích hợp trên gương. Số sàn cả nhà nhé, 2010 số sàn. Bản limo nâng lên e rồi. Và chiếc này bên em đang bán với giá là 245 triệu. Cô bác anh chị và các bạn mà đang tìm mua cho mình một chiếc Toyota Vios thì hãy liên hệ cho em theo số điện thoại là 0945883980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch xem xe. Chiếc xe này thì hôm nọ em đã đăng hình lên rồi, và hôm nay em làm video là chủ yếu là cho một anh trai ở trong khu vực miền Nam đang thắc mắc về muốn làm video chi tiết về chiếc xe này. Thì hôm nay em sẽ làm video này dành riêng cho anh Triển. Đây ạ, chiếc xe này thì phanh trước là phanh ABS cả nhé, phanh trước là phanh ABS. Xe thì có màu vàng cát. Đây ạ, xi nhan thì tích hợp trên gương này, xi nhan tích hợp trên gương này, tất cả đầy đủ luôn này, rất đẹp luôn, mí đẹp này, kẹp hết. Đã, keo chỉ này, keo chỉ còn nguyên cả nhà nhé, keo chỉ còn nguyên luôn. Chiếc xe này đây ạ, tất cả các chi tiết này, tất cả các chi tiết này. Đó. Gương kính chỉnh điện này, số sàn đã được nâng nâng lên e nhé. Nội thất bọc da, nội thất màu da này, trần nỉ màu ghi, nội thất màu da kem đây ạ. Bản lề cánh cửa chưa hề ra luôn, 2010, xe cực kỳ chất nhé cả nhà nhé, xe cực kỳ chất luôn. Đây ạ, tất cả các chi tiết này trên cánh cửa này cực kỳ đẹp luôn. 2010 cả nhà nhé, 2010 bản limo nâng e, tabli tablo không hề bị bóng mờ đâu, rất đẹp luôn, rất đẹp luôn nhé cả nhà nhé. Đây ạ, nội thất này, nội thất rất là đẹp luôn. Chiếc xe này chạy rất là thích, em đã chạy thử rồi. Đây ạ, tất cả phần keo chỉ này, rồi gioăng này còn nguyên, không hề bị mất một phân nào luôn, không hề bị mất một phân nào luôn. Lốp thì cực đẹp rồi, lốp dày này, taro còn nguyên cả nhà nhé, lốp giày taro còn nguyên. Đấy, vành đã lên vành cực đẹp với cả nhà nhé, lên vành cực đẹp luôn, la răng nhiều chấu luôn, lên la răng nhiều chấu luôn. Tất cả các kính trên chiếc xe này đều là kính zin nhé. Đây cũng thế này, đây là kính zin này. Đấy, em sẽ soi cho tất cả những cái kính này, kính nhỏ này này cũng là kính zin này, kính này cũng là kính zin luôn cả nhà nhé, cũng là kính zin luôn. Đây ạ, kính này cũng là kính zin này, cũng là kính zin này. Đây ạ, taro đằng trước này, bánh đằng trước này, lốp mới nhé cả nhà nhé. Đây ạ, phanh ABS này. Đây ạ, gương kính đằng trước này cũng là kính zin nhé, cũng là kính zin luôn. Vios 2010 số sàn bản limo nâng e. Đây ạ, lốp bên đây cũng vậy nhé cả nhà nhé. Lốp bên đây rất là mới này, phanh ABS đầy đủ luôn này, xi nhan trên gương này. Xe thì còn đăng kiểm rất là dài, đăng kiểm đến tháng 4 năm 2020 rồi nhé. Xe còn đăng kiểm cực dài luôn nhé, đăng kiểm cực dài luôn. Kính này là kính zin cả nhà nhé, là kính zin luôn. Đó. Chiếc xe này thì đã được chăm chút rất là kỹ rồi, tất cả những cái viền cửa này đều được bọc một cái lớp cao su, gioăng cao su cả nhé, cách âm rất là đẹp luôn. Đây ạ, keo chỉ này, đó, keo chỉ này còn nguyên cả nhà nhé, đó, keo chỉ còn nguyên này. Chiếc xe này đẹp hết rồi, làm đẹp hết rồi, về chúng ta chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Đó. Chỉ có hơn 200 thôi, hơn 200 một chút chúng ta đã sở hữu một chiếc xe 2010 đời cao một chút rồi, đúng không? 2010
Ghế bọc da đẹp. Đây ạ, bản lề cánh cửa này, bản lề cánh cửa còn nguyên nhé, chưa hề mở cả nhà nhé, bản lề cánh cửa còn nguyên luôn này, chưa hề mở đâu, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Kính sau đây ạ, kính sau này là kính zin này, kính này cũng là kính zin luôn này, cũng là kính zin luôn cả nhà nhé, cũng là kính zin luôn. Đây ạ, bản lề cánh cửa này, rồi keo chỉ này, tất cả các chi tiết luôn. Vi ớt thì cả nhà đã biết rồi đúng không ạ? Đây tam ly tam lô này, không hề bị bóng mờ nhé, rất đẹp luôn, còn rất đẹp 2010 nhưng mà đi tương đối giữ gìn. Vi ớt thì các bác đã biết rồi đúng không ạ? Một dòng nồi đồng cối đá, một dòng mà thị trường ở Việt Nam chạy rất là nhiều luôn, cực kỳ ưa chuộng tại thị trường Việt Nam luôn, bởi vì là máy của nó chỉ có hơn một chấm thôi, nên là rất là tiết kiệm nhiên liệu, rất là tiết kiệm nhiên liệu cho cả nhà nhé, lành luôn. Chiếc xe này thì có camera lùi này, camera lùi hỗ trợ đậu xe. Đây ạ, đèn sau này, đèn sau hai bên này không hề khác màu, rất là sáng, đèn báo rẽ, đèn báo lùi đầy đủ nhé, cả nhà nhé. Dòng xe chạy cực lành luôn, camera lùi. Chiếc xe này thì đây ạ, có màn hình này, màn hình DVD này, màn hình DVD, cảm biến lùi hỗ trợ đậu xe đầy đủ luôn, nhạc nhẽo hay, âm thanh mát. Âm thanh rất mát luôn cả nhà nhé, âm thanh rất là mát luôn, âm thanh rất là hay luôn, điều hòa cực mát luôn như cả nhà nhé. Đây ạ, chiếc xe này đang chạy là bao nhiêu đây, 14 vạn đấy cả nhà nhé. Chiếc xe này chạy được 143.569 km, chạy được 14 vạn, 14 vạn cả nhà nhé. Xe chạy cũng ít thôi, điều hòa rất là mát luôn, điều hòa mát, âm thanh hay, mở âm thanh ạ. Đấy. Âm thanh rất hay luôn. Tất cả này, đầy đủ nhé cả nhà nhé, đầy đủ nhé. Đèn mới đẹp này, trần bọc nỉ này, trần bọc nỉ này, ghế bọc da, kệ thì tay đã lên rồi, kệ thì tay đã lên rồi, đầy đủ luôn. Nội thất thì còn rất là đẹp, nội thất rất là đẹp cho cả nhà nhé. Đầu DVD, nhạc nghe rất là hay luôn, nhạc nghe rất to, điều hòa mát, điều hòa mát thật, công nhận điều hòa con này mát. Bây giờ mời cả nhà xem đến phần động cơ của chiếc xe này nhé, động cơ của chiếc xe, trái tim của chiếc xe đây ạ, mời cả nhà cùng xem. Đây ạ, động cơ của chiếc xe nhé. Đây ạ, còn nguyên ốc đinh tán của nhà sản xuất cả nhà nhé. Đây ạ, còn nguyên ốc đinh tán này, tất cả các chi tiết còn nguyên nhé cả nhà nhé, còn nguyên zin luôn của nó nhé, nguyên zin nguyên bản luôn ạ. Xe bao cho cả nhà luôn, đây nắp capo này, cả nhà thấy ạ, nắp capo phẳng lừ rất là đẹp luôn, các lỗ tròn xe này, lắp capo phẳng lừ, các lỗ tròn xe cực kỳ đẹp luôn, tất cả các chi tiết nhé. Đó, tất cả các chi tiết này, xe bao cho cả nhà luôn, không đâm đụng, không gặp nước. Xe bao không đâm đụng, không gặp nước luôn cho cả nhà nhé. Đây ạ, cả nhà có thể thấy không? Rất là sạch sẽ luôn. Tất cả các chi tiết luôn, không hề bị rỉ sét nhé. Không hề bị rỉ sét đâu ạ. Cực kỳ đẹp luôn nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Tất cả các chi tiết luôn. Máy móc thì ok rồi. Gầm bệ đây ạ, gầm bệ thì đại chất luôn. Với em bật điều hòa đây, nước đang xuống này, điều hòa cực mát luôn nhé. Gầm bệ đại chất luôn cả nhà nhé, gầm bệ cực kỳ chất luôn, cực kỳ chất luôn. Và vừa rồi thì em đã làm video chi tiết về chiếc Vios 2010, số sàn, bản limo, nâng e. Chiếc này bên em đang bán với giá là 245 triệu. Có bác anh chị và các bạn mà đang tìm mua cho mình một chiếc Toyota Vios thì hãy liên hệ cho em Công Auto theo số điện thoại là 0945 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp và đặt lịch xem xe. Có bác anh chị và các bạn mà đang xem trên kênh YouTube của Công Auto thì đừng quên
ấn nút màu đỏ đăng ký để ủng hộ cho salon bên em. Cũng như khi chúng ta đã ấn đăng ký rồi thì nó sẽ hiện lên hình quả chuông, thì chúng ta sẽ bấm vào hình quả chuông đó để là những người đầu tiên nhận những cái video tiếp theo khi em lên sóng giới thiệu về những cái mẫu xe mới nhất về bên nhà em nhé. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã theo dõi video. Hẹn cô bác anh chị và các bạn vào những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.